Xin chào tất cả mọi người. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng ta đã cùng bên nhau, cùng nhau chiến đấu với Liên Quân Mobile rất là lâu rồi mọi người nha. Ra mắt vào tháng 11 năm 2016 và bây giờ thì chưa đầy 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ lại đến một lần nữa sinh nhật của Liên Quân. Thế cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình của Liên Quân bắt đầu từ mùa 1 và đến nay nhá. Bây giờ là mùa 23, 24 rồi, chúng ta cùng xem lại hành trình của Liên Quân. Trời ơi, cảm xúc nó lại vỡ hòa. Nó cảm xúc lúc nào nó cũng phải dâng trào luôn mọi người ạ. Mình là một trong những người chơi Liên Quân từ những mùa đầu của Liên Quân vừa ra mắt mà. Nên là ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại nhá. Và để xem là từ lúc ra mắt đến nay thì Liên Quân chúng ta đã thay đổi những gì nhiều. Ok, let's go. Chào mừng đến với khu tập huấn đi rừng. Gabriel, đại thiên sứ sẽ dạy cho bạn những kỹ năng quý báu khi đi rừng. Hãy tận dụng khu rừng và bạn sẽ thành công trong tập đoàn sản. Hãy tập luyện một vài kỹ năng đi rừng. Đừng quên mua trang bị đi rừng, nó rất hữu ích đấy. Pick your battles. Đang rời bể đá cổ. Khu vực màu vàng là rừng của bạn, còn màu đỏ là của kẻ thù. Đang rời căn cứ. Những chấm trên bản đồ là những bãi quái rừng. Tiêu diệt quái rừng sẽ đem lại cho bạn một lượng lớn vàng, kinh nghiệm và bùa lợi. Bây giờ hãy bắt đầu huấn luyện trong rừng. Hãy hạ gục lũ quái vật. Always one step ahead. Hãy dùng trừng phạt một cách kỹ lưỡng để đi rừng hiệu quả. Hạ gục khổng lồ thuật sĩ để lấy bùa thuật sĩ, giảm thời gian hồi chiêu và tăng tốc độ hồi năng lượng. Tiêu diệt khổng lồ thuật sĩ. I've got my ways. Bạn đã đạt được bùa thuật sĩ. Tiếp theo, hãy đi lấy bùa lực sĩ. Hạ gục khổng lồ lực sĩ để lấy bùa lực sĩ, tăng sát thương và làm chậm kẻ địch. Tiêu diệt khổng lồ lực sĩ. That's the stuff. Đã đạt được bùa lực sĩ. Bùa thuật sĩ và lực sĩ có thể tăng sức mạnh cho bạn để hỗ trợ đồng đội ở các đường. Đồng đội đường dưới đang gặp nạn, hãy nhanh chóng xuống đường dưới để hỗ trợ và phục kích. One shot, one kill. Tiêu diệt kẻ địch. First blood. Rồng hắc ám đã xuất hiện, hãy ra chiếm lấy sức mạnh của nó nào. Hãy hạ gục rồng hắc ám, nó sẽ mang lại cho đội của bạn một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Tiêu diệt rồng hắc ám. One step ahead. Kinh công đã xuất hiện, hãy hỗ trợ đồng đội để lấy bùa kinh công. Hạ gục kinh công sẽ mang lại cho đội của bạn bùa kinh công, nó sẽ tăng sát thương và tăng tốc độ hồi phục máu và năng lượng. Hãy hủy diệt kinh công. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành huấn luyện đi rừng.
hãy xông lên giành chiến thắng. One shot, one kill. Tiêu diệt căn cứ địch. You have slain an enemy. Các bạn tới phiên bản cập nhật Chiến trường 2.0, phiên bản thay đổi lối chơi nhiều nhất từ trước tới giờ. Chúng ta sẽ chia tay với hệ thống quái vật của bản cũ, thay vào đó là những nhân vật mới xuất hiện. Và tất nhiên, lối chơi, lợi ích chúng đem lại là khác hoàn toàn với phiên bản trước. Hãy khởi đầu với bùa thuật sĩ. Bùa này sẽ giảm hồi chiêu lên 20% và 2% hồi năng lượng mỗi 2 giây, gấp đôi so với bùa cũ. Tiếp theo là bùa lực sĩ. Nó sẽ không tăng sát thương cho đòn đánh thường của bạn nữa, mà thay vào đó là làm chậm nhiều hơn và tăng dần theo cấp độ. Rơi quỷ được giải phong ấn và trở thành rơi thủ vệ, một ngoại hình cực ngầu và chất chơi. Khi hạ gục rơi thủ vệ, bạn sẽ nhận được một bùa lợi giúp hồi lại máu mỗi giây và tăng tốc độ di chuyển. Ngoài ra, mỗi 10 giây, đòn đánh cơ bản tiếp theo lên tướng hoặc công trình gây thêm sát thương chuẩn. Với hướng đi mới này của rơi thủ vệ, người sở hữu nó có thể tăng cường khả năng gây các đường của mình và đẩy trụ rất nhanh. Rồng hắc ám đã được thay đổi rất nhiều về diện mạo, nhưng nó vẫn chỉ cho bạn vàng và kinh nghiệm. Tuy nhiên, rồng hắc ám sẽ được tiến hóa thành rồng bạo chúa Kratos ở phút thứ 9 và bạn sẽ nhận được rất nhiều bùa lợi từ nó. Rồng bạo chúa Kratos sau khi bị hạ gục sẽ cho đội bạn một bùa lợi chung cho cả team với từng chỉ số khác nhau ở mỗi vai trò như sau: tướng đỡ đòn, bùa kim cương thể cho khả năng hồi 2% máu tối đa mỗi giây; tướng đấu sĩ, bùa quyền cước vũ bão tăng rất nhiều công vật lý; sát thủ, bùa luyện hồn tăng xuyên giáp phép và tốc chạy; xạ thủ, nhất tiễn song điều tăng chí mạng và xuyên giáp; trợ thủ, bùa bác ái, tướng đồng minh xung quanh được hồi máu và năng lượng mỗi giây; pháp sư, nhãn thuật tăng rất nhiều công phép. Ngoài ra, một bùa lợi khác rơi ra từ dòng bạo chúa mà chỉ có một người nhận được chính là quyền năng hắc ám, sẽ giúp cho người sở hữu miễn nhiễm khỏi sát thương kết liễu một lần duy nhất. Hãy tưởng tượng bạn có miễn phí một cái liều đạn mạnh phiên bản siêu cấp. Điều này sẽ giúp đội sở hữu toàn bộ bùa lợi dòng bạo chúa có khả năng cạnh tranh rất mạnh vượt trội so với đối phương. Lưu ý, đội địch có thể đoạt được quyền năng hắc ám, do đó ngay khi kết liễu dòng bạo chúa, hãy chắc chắn rằng bạn là người sở hữu món quyền năng đầy sức mạnh này. Kinh công sau khi được giải phong ấn đã lộ nguyên hình là một tà thần Caesar. Khi hạ gục tà thần Caesar, cả đội sẽ nhận được bùa lợi ma lực Caesar có khả năng hồi lại máu mỗi giây, kèm hiệu ứng cường hóa hồi phục. Tuy nhiên, vẫn phải nhận nguyên rủa hắc ám như khi hạ dòng bạo chúa. Ngoài ra, người kết liễu tà thần Caesar sẽ có khả năng triệu hồi dòng tiên phong Monster. Dòng tiên phong có thể triệu hồi ở bất kỳ đâu trên bản đồ và có thể phá trụ rất nhanh. Một lưu ý là bạn sẽ có một thời gian ngắn để suy nghĩ nên triệu hồi dòng tiên phong ở đâu. Hết thời gian đó, nó sẽ tự xuất hiện. Với ma lực tà thần Caesar cùng dòng tiên phong trong tay, đội bạn có khả năng phá công trình rất đáng gờm và vô hiệu hóa hoàn toàn chiến thuật của đối thủ. Với sự thay đổi của bản cập nhật này, yếu tố chiến thuật trở nên rõ rệt hơn. Việc ăn bùa nào sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lối đánh của bạn và đồng đội. Tốc độ trận đấu cũng sẽ được đẩy lên cao hơn.
Chúc các kiện tướng giành chiến thắng với chiến trường 2.0. Chào mừng các bạn đến với kỷ nguyên mới của Liên Quân Mobile, chiến trường 3.0. Một sự thay đổi rất lớn về hình ảnh và âm thanh. Đây là bản nâng cấp đẹp nhất từ trước tới nay của Liên Quân Mobile. Mọi thứ tại Bình Nguyên Vô Tận sẽ khoác lên một cánh đồ họa mới, bóng bẩy hơn, sắc nét hơn, đảm bảo các bạn sẽ có được những trải nghiệm cực đã với phiên bản này. Để tận hưởng được toàn bộ vẻ đẹp của chiến trường 3.0, chúng tôi đã thêm một mức tùy chọn đồ họa nữa. Các bạn hãy tìm hiểu trong phần cài đặt. Giao diện của phiên bản đã được nâng cấp, đẹp hơn và tối ưu tuyệt đối. Các chế độ chơi giờ đây được sắp xếp lại, ngăn nắp và các bạn có thể dễ dàng tìm được thay vì phải vuốt chọn như trước. Muốn chiến đấu với người chơi khác, bạn lựa chọn chế độ võ đài. Xả hơi sau những trận xếp hạng căng thẳng, hãy tới chế độ giải trí. Chế độ tập huấn được đưa vào màn hình góc trên bên phải, rất thuận lợi để nhìn và chọn lựa. Mặc định, khi người chơi đạt cấp độ 7, họ sẽ được mở khóa tất cả những viên ngọc cấp 1, không phải mua từng viên như trước nữa. Hệ thống ngọc được đổi mới hoàn toàn từ phiên bản này, các bạn sẽ không thể mua ngọc và bán ngọc được nữa. Với những viên ngọc thừa, bạn có thể phân giá lấy mảnh ngọc, dùng mảnh ngọc này và vàng để nâng cấp lên những viên bạn cần lên cấp cao hơn. Ngọc cấp 2 và cấp 3 giờ đây được nâng cấp từ ngọc cấp 1. Mua ngọc như trước sẽ tốn rất nhiều vàng, còn với cách nâng cấp này, kinh tế hơn nhiều. Bảng ngọc đã được sắp xếp lại, dễ nhìn hơn và bạn có thể nhìn vào điểm cấp độ để biết ngọc cấp 3 của mình đủ hết chưa. Lần đầu tiên xuất hiện đó là hệ thống phù hiệu. Chính bạn sẽ tự xây dựng cho bản thân những điểm phù hiệu thích hợp để sử dụng trong trận đấu. Điểm phù hiệu được chia thành 3 điểm chính và 2 điểm phụ với 4 hệ chính: cung điện ánh sáng, vực hỗn màng, rừng nguyên sinh và thành khởi nguyên. Mỗi hệ đều cho bạn một sức mạnh khác nhau, số lượng điểm phù hiệu vô cùng phong phú, bạn có thể thỏa sức sáng tạo. Chúng tôi hy vọng với điểm phù hiệu, trận đấu sẽ trở nên khó lường hơn và kết quả kịch tính hơn. Những tướng quốc dân sẽ có một hình ảnh mới toanh trong phiên bản cập nhật lần này. Những vị tướng đã đồng hành cùng các bạn bao mùa xếp hạng, giờ đây đã trở nên đẹp hơn, hiện đại hơn bao giờ hết. Hãy cùng xem nhé! Fire. I am Heaven's Will. Nothing can stop me. My spear shall deliver justice. Relax, we will be just fine.
We'll be right back.